xin mến chào quý cô chú anh chị mình đã quay trở lại với hoa lan di phong à, và trong video lần này thì hoa lan di phong xin được chia sẻ với quý cô chú anh chị mình về cái cách mà để làm sao khi mà mua hàng đặc biệt là mua hàng ở trên mạng và mua ở những buổi livestream mua thông qua những cái fanpage youtube tiktok thì khi anh chị nhận hàng về à, em thấy một số cô chú anh chị á, hay đặt câu hỏi là về à, sao mà chồng cứ nó bị thối nhũng hoài hoặc là khi sang chậu á, thì uh, lá vàng rồi rễ thung và ngay sau đây thì Hoa lan Di Phong xin chia sẻ video này uh, cùng đến anh chị uh, tập trung vào bộ rễ và khi thay chậu mình có những lưu ý gì anh chị à Và đa số cô chú anh chị mà khi mua hàng trên mạng về á, cô chú anh chị sẽ uh, ghép vào chậu liền. Thì khi mà nhận hàng thì cô chú anh chị sẽ lấy từ 2 tới 3 chậu, ví dụ chị đặt một combo từ 3 chậu đi, anh chị ghép vào chậu lớn liền thì cái, nó sẽ xuất hiện vàng lá thối nhũng và đặc biệt là nó rớt lá chân nó nó rụng lá chân hết hả à. rễ thì không phát triển thân thủ thì càng càng theo tớp lá vàng thì nó xuất hiện ngày càng nhiều nên là cái việc mà ra hoa thì rất là khó thì khi mà cô chú anh chị mình nhận hàng về cái cái lưu ý đầu tiên cô chú anh chị mình phải xác nhận là lá vàng xuất hiện là chuyện hết sức bình thường và khi mà nhận về anh chị thay chậu á thì anh chị có thể, một là anh chị không đụng tới bộ rễ đó, anh chị để nguyên, anh chị thay chậu mới Hoặc là anh chị có thể uh, sử dụng theo phương pháp này để làm anh chị thay có thể là uh, than hoặc vỏ thông Là cũng hợp lý anh nha uh, Sau khi mà em đã tách những cái giá thể cũ ra hết như sơ dừa ở đây Thì uh, em sẽ rửa lại bằng nước sạch anh da. Và sau khi rửa bằng nước sạch lại đây Thì em sẽ sử dụng là cái chậu không, không cần giá thể gì hết anh chị có thể đối với chậu thiết kế thì anh chị phía sau là anh chị thảo bảo mod hoặc ở đây em sử dụng những cái chậu nhựa cũ nè em sẽ để vào và em sẽ cố định nó lại để không nhớ lưu ý không bỏ giá thể gì anh chị à? ờ, và sau khi em cố định vậy anh nha à? cố định như vậy thì như một số của chú anh chị sẽ uh, trồng với giá thể liền hoặc là anh chị sẽ bỏ giá thể vào liền đó là sai anh chị à? và sau khi anh chị đã gọt rửa giá thể xong hết anh chị để ở dưới nơi thoáng mát anh chị uh, sau đó anh chị phun giùm em khi mà anh chị đã cố định ở dày, không bỏ giá thể để chậu nơi thoáng mát anh chị phun lập tức liền giùm em là những cái chất mà những cái loại thuốc mà phòng trừ thối nhũng như đi than em m45, ridomigone hoặc như chẳng hạn em ở đây là em sử dụng Aliet ALS này thì anh sử dụng rất là lâu rồi. À, trong khi ghép chậu hoặc là nhận cây về, thì anh chị có thể phun vào lúc buổi chiều ALS này với liều lượng là 1 gram. Anh chị pha trên một lít nước, anh chị phun vào. Dùm em là phun trên toàn cây. À, anh chị phun toàn cây và anh chị phun dưới gốc rễ đều được hết. Tại vì trong quá trình vận chuyển khi mà anh chị mua hàng á hoặc là à, như hồi nãy em vừa tháo những cái giá thể cũ ra, thì chắc chắn nó sẽ động tới bộ rễ. Anh chị phải sau khi anh chị phun những cái thuốc phòng trừ thó, uh, vi khuẩn thối dũng như ALS chẳng hạn thì anh chị để dùm em tầm khoảng là từ 1 tới 3 ngày như em ở đây á, thì em sẽ để nguyên như về nè sau 3 ngày tại vì mà khi mà mình động tới bộ rễ nó rồi á, anh chị không để nó tự sau một vài ngày á thì cái giống như là cái keo của cái chất nhựa của trong bộ rễ thì tự động nó ra nó sẽ lành, nó phục hồi vết thương của nó. Song song đó thì cây mình đã phòng trừ nấm bệnh rồi thì mình sẽ an tâm hơn. Cái tỷ lệ mà khi mà anh chị bỏ vách giá thể vào á thì nó sẽ ra rễ nhanh hơn và dấu hiệu vàng lá thân teo tớp nó sẽ giảm giảm đi rất là nhiều anh chị Và sau 3 ngày khi cái cây mình đã khô vết thương rồi đã phòng trừ về thối nhũng rồi hết rồi thì cô chú anh chị mình lưu ý giùm em chưa nên bỏ giá thể liền mà anh chị có thể là kích rễ thêm giùm em từ 7 giờ tới 10 ngày. Anh chị có thể kích rễ bằng B1 Superroot B1 hay là Super Thai nói chung là anh chị thấy cái nào kích rễ hiệu quả thì anh chị có thể kích rễ đó. Anh chị kích rễ tầm khoảng là từ 3 tới 4 ngày một lần. Khi mà nào mà dấu hiệu mà anh chị thấy bộ rễ mình đã ra rễ nhiều rồi, cái cây của mình nó không có dấu hiệu vàng lá hoặc là teo thân thì anh chị có thể cho thêm vào giá thể. À như ở đây chẳng hạn em hai ghép chậu hai kích rễ bằng Root tại vì nó thứ nhất là nó ra rễ nhiều anh da da dễ đầu xanh nhiều ra để phân nhánh giá thành lại rất phù hợp nữa hiện tại ở một số nơi những đơn vị cửa hàng bán phân thuốc á thì tầm khoảng là 25 ngàn anh chị có thể sở hữu là một hũ này 100 ml rồi một lần mình chỉ xài từ 1 cho tới 2 c thôi làm ít nhất là mình xài là tận trăm lần nếu một lần mình xài một c và khi mà nó ra rễ rồi cô chú anh chị mình lưu ý thêm một điều này nữa mà một số cô chú anh chị mới chơi lan thường thường hay gặp phải đó là việc lắp gốc và cô chú anh chị mình lưu ý anh chị nếu mà anh chị nào mà để sâu quá dưới này đi anh chị lắp lên những lắp những cái giá thể mà qua cái mắt ngủ này á thì hầu như đó là cái bộ rễ mình sẽ ảnh hưởng và tỷ lệ nó thối nhũng rất nhanh cô chú anh chị mình lưu ý anh chị để giá thể nằm tầm khoảng là không được lắp góc anh chị phải để phía dưới này nếu mà anh chị như cái miếng quả thông thì anh chị để tới mức này là hợp lý đây anh chị để phía dưới này và anh chị không lắp góc anh chị lưu ý là anh chị nếu mà những cái thang to hoặc quả thông to thì anh chị để phía dưới và phía trên này thì anh chị bỏ như cách như của em sau đây như vậy là không lắp góc anh chị ạ à và đó là những cách mà Hoa Lan Di Phong uh, đã thực hiện thành công. Uh, khi mà đem những cái chậu về, anh chị có thể ra chậu đất nung hoặc như vậy, hoặc anh chị có thể vào ghép chậu hoặc ra những chậu thiết kế cũng vậy. Anh chị uh, uh, đừng có quá vội gấp trong quá trình mà ghép chậu liền. Anh chị cứ hãy bình tĩnh để nơi thoáng mát, sau đó là nếu động tới bộ rễ thì anh chị vui lòng sử dụng những loại thuốc về kháng khuẩn như là bệnh uh, như là bốn Dithanamol uh, 45. Hoặc như AliEx chẳng hạn, sau đó để khô 2-3 ngày cho tự lành vết thương, anh chị sau đó kết rễ. sau có dễ rồi, anh chị lưu ý giùm em là khi mà cho giá thể vào, đừng có lắp góc nha. À, nếu mà thấy video này hay, hy vọng rằng anh chị, cô chú sẽ cho em một lượt thích cũng như chia sẻ video này. À, xin chào và hẹn gặp lại anh chị tại kênh Youtube của Hoa Lan Di Phong trong những video tiếp theo. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại cả nhà.